Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục em về thêm được là cụ Trek 750 Neo. Con này thì nó có một cái điểm đặc biệt và em rất là ưng ý, nhưng mà nó cũng khá là kén chọn. Đây, con này là cấu hình cao cấp, hiện tại là cao cấp bậc nhất bên em đang nhập được. Con này là giá là 3.1 triệu một cặp nha. Với cấu hình là Trek Neo cối bằng hợp kim nhôm, một khe, hai khe, ba khe rãnh, và bên trong đây là cái viền đồng niền khối loại cao cấp nhất. Và con này là hom exit là 2 inch nhá, không phải là 1/4 nữa, mà ở đây là hom 2 inch. Về cái hom 2 inch này thì nó sẽ phù hợp với một số các dòng họng kèn đặc biệt, đặc thù ở trên thế giới. Người ta có một số dòng cụ loa sẽ ưu tiên và nắp vào cái hom kèn gọi là kèn 2 inch. Con này thì là sử dụng dây đồng dẹt đấy, màng màu xanh kiểu này, gọi là xanh xanh đặc biệt, đấy, xanh ngọc, hay gọi là tím than cũng được. Ốp của nó là ốp nhôm đấy. Con này là nó sẽ là thuộc dạng là tép rất là cao cấp gần như bậc nhất bên em đang có, rất đắt tiền và cực kỳ cao cấp, giá lên đến tận 3.1 triệu trên một cặp. Và cái loại này thì các bác không nên so sánh với các hàng phổ thông trên thị trường đâu nhá. Loại neo bi là không ăn được đâu. Neo bi kể cả cối viền nhôm này cũng không ăn được cái loại này đâu. Con này tiếng nó hay hơn rất là nhiều, hay hơn rất là nhiều. Với thứ hai nữa là cái hom exit của nó này, 2 inch này, thì nó sẽ hợp với một số dòng cụ kèn đặc biệt. Các bác đang nắp cái kèn 1/4 inch, và các bác đang nắp cái củ loa 1/4 inch vào cái họng kèn 2 inch, các bác nghe tiếng nó sẽ bị hụt và thiếu. Nhưng khi các bác nắp cái củ kèn 2 inch này vào cái họng kèn 2 inch, nó sẽ ra được đúng chất của nó. Dành cho các bác nào đang tìm cái củ họng kèn mà hom exit là 2 inch này, thì đây là cái sự lựa chọn của các bác nhé. Từ này là 14 neo vòng, gọi là neo liền khối, và côn là côn 74.4 74.4 đấy, hàng limit, hàng cao cấp, nên là giá nó cũng không có rẻ lắm đâu, 3.1 triệu một cặp bao ship. Với cái họng kèn mà nó là 1/4 inch ấy, thì nó sẽ rẻ hơn nhé, nó chỉ là vào 2.950 thôi. Nhưng cái này là 2.1 triệu, là 3.1 triệu đấy, họng kèn của nó đây. Còn cái loại nó kiểu như này, nam châm cái khe ở dưới này, xuống dưới này nó dày hơn nữa thì là tiền, là tương là tân, thì con nghĩ nó sẽ cho được cái tiếng min check dày hơn, âm tiếng hơn, là tiếng nó sẽ được bổ sung cái tiếng gọi là tiếng trung trầm tầm thấp, nó được dày hơn, âm tiếng hơn. Với những cái cụ này thì ưu tiên các bác là nắp vào những cái hom lander, tức là gọi là loa hỏa tiễn, yêu cầu họng kèn exit là 2 inch thì nắp cái này nó mới đúng chất của nó, mà đúng cái điểm hay luôn. Nó kêu to hơn khá là nhiều, tức là họng thoát của nó càng to ấy, thì tiếng nó sẽ kêu càng lớn, các bác hình dung nhé. Đây, đây những cụ loa nó thuộc dạng limit, tức là giới hạn, không phải một phát nào mua được ngay đâu, ít lắm, thi thoảng mới có cơ, hàng gần như hàng đặt riêng nó mới có, nhưng còn hàng phổ thông nó không có. Home exit 2 inch, điểm hay, điểm cộng, cối viền nhôm, đắt tiền, cao cấp. Còn với những số các cái củ nó kiểu như này nữa thì nó có cối viền nhôm, nhưng mà hom exit nó có 1/4 inch thôi. Con này là đặc biệt, giới hạn. Ok các bác nhé, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.